chân vào showbiz này bao lâu rồi em nhỉ? Em lúc mà em học năm nhất có trường sân khấu là em bắt đầu em đã đi đóng quần chúng rồi. Là không biết là có gọi là bước chân vô chưa, nhưng mà lúc đó không, theo anh tính tức là em bước vào đúng rồi, được biết cái này để bạn gái, chứ không phải là những cái vở kịch ở sân khấu thế giới trẻ đúng không? Thế giới trẻ thì anh cũng biết em từ lúc đó, và rất nhiều người biết đến em và người ta nói ô cô gái này rất là hay. Thì tại sao không được tất cả mọi người biết mà chỉ là chỉ có mấy trăm con người đó đi mua vé và biết thôi. Từ năm này qua năm khác không phải một mình em mà cũng rất nhiều người trong đó, thì sau đó thì mọi người đã bắt đầu bước vào cái ánh sáng spotlight của showbiz. Đấy, thì được tính từ cái thời điểm đó hình như là 2 năm mấy gần 3 năm sau bộ phim Chiến dịch chống Mế là hình ảnh của em là mọi người biết đến rộng rãi hơn. Thì 2 năm mấy gần 3 năm rồi, và thật sự em cảm thấy em rất là may mắn vì lúc đó em 23 tuổi. Dạ, 23 tuổi. Em so với cái tuổi nghề của em chưa có nhiều kinh nghiệm, cho nên là khi em được mọi người biết đến thì em cảm thấy mình quá may mắn. Bởi vì khi mà em đóng sân khấu kịch đó, em đã nghe rất là nhiều câu chuyện của các anh chị khi mà phải mất 10 năm mới được khán giả biết đến, phải mất bao nhiêu là đến là 30 tuổi này kia mới được mọi người là rộng rãi biết đến. Còn em chỉ mới có 23 tuổi thôi, rất là trẻ mà đã được như vậy rồi, thì em cảm thấy mình rất là may mắn. Cảm giác của mình thế nào khi mà bước từ một cái vùng sáng ít ra một cái vùng sáng rực rỡ? Lúc đầu là em bị hơi bị ngợp, tại vì lúc mà ở sân khấu rồi diễn kịch như vậy thì mình cũng mong được khán giả biết đến, nhưng mà đến khi mà được khán giả biết đến quá nhiều á, cái cảm giác đầu tiên lúc đó của em bị ngợp anh là tự nhiên mình được các báo chí rồi săn đón, và cách trả lời câu hỏi của em cũng rất là non nớt, rồi mọi người hỏi em cũng giống như là mình hơi nhát á, mình chưa có dám nêu cái quan điểm của mình ra, tại vì lúc đó mình không có lại gì, mình chỉ là một cái người diễn viên trẻ đã mới được chú ý thôi, thì sợ những cái phát ngôn mà thiếu suy nghĩ của em sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của em sau này, và cũng sợ, em rất là sợ đụng chạm tới những cái người nghệ sĩ khác, giống như khi đó mọi người hỏi em về em quan điểm sống sao này kia là em né hết tất cả các câu hỏi đó, em chỉ trả lời trong một cái vùng an toàn và là rất là thân thiện thôi. Không anh thấy hiện nay em cũng đang ở trong cái vùng an toàn đó nè, em chưa có ra đâu. Thật ra do cái bản tính của em nữa, là ngày xưa là em cảm thấy mình rất là nhỏ bé, mình không có nào mà nói được những cái quan điểm sống này kia, vậy là không nói luôn. Còn bây giờ lại trong những cái cuộc trò chuyện á, là tại vì em có một người bạn học đạo diễn ở trong đó, thì bạn em coi xong bạn em nói là ồ an toàn, trả lời an toàn cũng ok đó, nhưng mà không có cá tính. Chứ bên ngoài mà cá tính lắm, mà có nghĩa là nó thấy được em cái sự cá tính bên ngoài, nhưng mà khi xuất hiện á, truyền thông nói chuyện này kia, nó thấy em cái sự cá tính nó không có. Nó nói là an toàn là đúng, không đụng chạm là đúng, để em không có mít lòng ai hết, nhưng mà mình phải có một cái cá tính riêng của mình, nêu cái ví dụ cái quan điểm đó mình có thể nêu được cách suy nghĩ của mình, chứ không phải là mình né cái chuyện đó đi. Thì em cảm thấy là cũng đúng, và nhưng mà thật sự nó lúc đó là em làm vậy cũng đúng, tại vì em không có nhiều kinh nghiệm để đối mặt với lại truyền thông, với lại những cái câu hỏi đến với em nghĩ sao em trả lời vậy, và em né hết tất cả những cái gì mà nó cảm thấy không an toàn cho mình, là em sợ lắm. Và sau khi bạn em nói em như vậy thì em về em suy nghĩ, nói cũng đúng, thì miễn sao mình không có làm cái gì sai, không có đụng chạm tới ai thôi, nhưng mà mình cũng nên nêu cái quan điểm của mình để cho mọi người biết được là cái tính tình của mình là như thế nào rõ hơn. Vậy hôm nay mình thử bước ra khỏi vùng an toàn nha. Dạ, bây giờ em cũng đang bước từ từ rồi đó. Việc mà anh nghĩ là khán giả cũng nên được biết là những cái hào quang, những cái đóng góp của tất cả các nghệ sĩ ở trong cái sân khấu thế giới trẻ. Đấy là một cái việc mà đôi khi anh nghĩ là tất cả mọi người nên biết cái chuyện cái chuyện rất hay đó, đúng không? Dạ, vâng. Ngay cả bản thân em cũng coi cái nơi đó là một cái thánh đường, hoặc là một cái nơi tạo nên em ngày hôm nay. Em có thể nói về cái sân khấu đó. Thì thật ra khi mà nhắc đến sân khấu thì em hơi xúc động chút xíu. Em đi chùa. Dạ, em đi chùa xong thì em sẽ cầu án xuống cho chị. Bước ra coi. Lắng nghe nè. Đi làm về à? Dạ. Sao đi làm về mà anh mặc mà xuyến thấu mà sệt xí mà mặt mè ghế rồi? Dạ, đâu có hở hang gì lắm đâu, về quê. Ở chỗ công ty của con, công ty thời trang mà cái mặt người mặc thật sự điệu lắm. Con mặc vậy là cũng kín đáo lắm rồi đó. Đấy, còn có chồng á. Nói tiếp đi sao? Chứ mấy đứa trong công ty của con mặc còn bảo hơn con nữa. Nói chung là trong công ty. Tại vì em hơi xúc động, cái anh biết không?
vì cách anh nói hay là vì em nghĩ tới sân khấu? Em nghĩ tới sân khấu, tại vì em nói là về con người em rất là dễ xúc động, cho nên lúc nào em cũng muốn mọi người vui vẻ. Tại vì khi mà nhắc đến một cái gì đó ở trong em á, thì em hay kể là vì sao em bước đi lên từ những cái nơi quần chúng, xong rồi em cố gắng và để được ngày hôm nay. Nói như vậy không phải là em phủ nhận hết tất cả những vai quần chúng mà mọi người chưa được nổi tiếng khi em bây giờ, vì họ cũng đóng góp y như em, thậm chí là hơn em nữa, mà họ không có được may mắn. Cả những anh chị nè, rồi có những anh chị rất là lớn ở trong sân khấu em luôn, mà diễn sân khấu trước em luôn, vô sân khấu trước em luôn, mà họ không có được cái sự may mắn đó. Anh biết không, làm diễn viên kịch đó không có bao nhiêu tiền hết trơn á. Bao nhiêu một lần? Lúc mà em diễn ở sân khấu, em đóng vai quần chúng em được 150. Một buổi là một tuần mình diễn vở diễn. Lúc em mới vô em chỉ có một tuần em được có một suất rồi, mà lúc đó là em cũng không có nhiều tiền. Một tuần mình được suất vậy, em sẽ là mấy buổi sau thì có thêm được những cái vở diễn thì một tuần được 2 suất 3 suất vậy đó, là một tuần vậy được mấy trăm ngàn đó. Thì anh cứ tưởng tượng những người diễn viên mà lúc mà em đóng quần chúng, em đứng ở trong sân khấu em nhìn lên thấy những gì sau này mình đóng vai chính rồi này kia. Và như vậy thì cái may mắn của em là anh Hùng và tất cả các thầy Lộc, rồi tất cả những người trong ban giám đốc luôn tạo cái cơ hội cho diễn viên trẻ. Và sau này em may mắn bên ngoài là em được mời ra bên ngoài thì mới là được khán giả biết đến như cái gì trong Huế. Nếu như cái ngày đó em không có cái gì trong Huế thì bây giờ em vẫn còn nằm ở trong sân khấu, em không có cơ hội để bước ra ngoài. Thì những người anh chị ở trong sân khấu mà không có cái cơ hội để mà khán giả biết đến rộng rãi thì cuộc sống cũng rất là cực lắm. Mà anh biết không, nhiều khi họ cũng cố gắng nhưng mà cái duyên được khán giả biết đến chưa được. Cho nên nhiều khi em khi mà em bước vô sân khấu, khi mà em được khán giả biết đến sau cái gì trong ấy, em bước vô sân khấu em là thành một con người khác rồi. Lúc là em là quần chúng rất là nhỏ thì anh chị là lớn hơn em, nhưng mà đến khi được khán giả biết đến thì tự nhiên khi mà em đi vô thì em cảm thấy cũng rất là thương những cái anh chị trong sân khấu, vì họ cảm thấy ồ chết rồi, bây giờ đi nó nổi rồi này kia, rồi diễn với nó này kia nọ vậy. Thì em biết, và nhiều khi anh chị cũng ít nhiều cũng nói chuyện với em cũng ngại hơn chút xíu. Em cảm, nhưng mà em lúc nào em khi mà em bước vô sân khấu em cũng là một đứa đàn em rất là nhỏ như ngày xưa hết. Nhưng mà em có chắc là em tạo cái không khí đó được cho mọi người hay không? Dạ chắc chứ. Tức là đôi cái khi thời gian cái sự thay đổi của em nó sẽ mang đến nhiều mâu thuẫn, mang đến nhiều cái nghi ngại, giống như là Nhi bây giờ nó nổi tiếng rồi. Dạ. Nó không... Dạ em chắc em chắn sợ. Em là cho dù em nghĩ là em không, nhưng mà mọi người vẫn nghĩ em có. Dạ em biết, cái thời gian đầu khi mà em đi quay liên tục rồi này kia, em về sân khấu thì có những anh chị em biết là họ sẽ có đôi chút suy nghĩ về điều đó, nhưng mà em không có chứng minh bằng lời nói tất cả những gì là hành động. Tại vì mọi người ở sân khấu với nhau không phải là ngày một ngày hai, mà là cả một thời gian dài mấy năm trời với nhau. Thì ví dụ hành động gì? Em nói chuyện với mọi người rất là bình thường, em mọi người góp ý em nói dạ em không phải khi mà em nổi tiếng là em giỏi. Em không giỏi, cái kinh nghiệm của em còn rất là thiếu rất là nhiều. Nhưng mà anh nghĩ sẽ ảnh hưởng, ví dụ như trước đó là em có nhiều thời gian rảnh, em có thể tập bất cứ lúc nào. Bây giờ dạ, có bao giờ mọi người phải hy sinh vì em mà phải đổi lịch tập hoặc là phải đợi em? Dạ không, em không muốn để điều đó xảy ra. Em không muốn là em không có kiểm soát được đâu với cái lịch, dạ, cái lịch của mình. Ví dụ như là sân khấu em sẽ là thông báo 2 tháng nữa là mình sẽ tập kịch này kia đó, em cho lịch, thì là em sẽ cho lịch trước như vậy. Tại vì phim lúc nào cũng cho mình lịch trước 1 tháng hết, là lúc nào cũng phải sắp xếp hợp lý hết. Em không muốn mà để cho các chú tự bỏ quốc, rồi những anh chị lớn là phải chờ đợi một cái đứa diễn viên trẻ nó mới nổi. Như vậy em không muốn điều đó xảy ra. Nếu lỡ có một cái số tiền lớn, một cái số gốc lớn để đề nghị em để em xin, em xin. Nếu mà có số tiền lớn em nói thẳng với anh Hùng ơi, cái job đó lớn tiền lắm, em nói thiệt. Và anh Hùng cũng hiểu được là cái nhu cầu kiếm tiền. Đúng rồi. Đó là như vậy, rồi anh sẽ sắp xếp làm sao mà hợp lý. Như em nói chị, chú ơi con xin lỗi nhưng mà bữa đó con không có tập được, thì sắp xếp một buổi tập khác như vậy đó. Thì mọi người cũng hiểu, thôi tiền nhiều cho đi kiếm tiền đi, bao nhiêu năm làm trong sân khấu không có tiền rồi, như vậy đó. Mà sở dĩ hồi nãy em hơi xúc động một chút là anh biết sao, tại vì em tức là một số người họ không có làm nghề bằng cái tâm, cái đạo đức của mình, mà họ cứ dùng hết những cái trò này trò khác để mà đem đến cái sự họ nổi tiếng rất nhanh
một cái sự rất 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 là bất công. Và hàng ngày khi mà phải như vậy á, rồi khán giả nhìn vào họ thấy cái mặt tối của cái ngành showbiz này, họ lại đánh giá nữa, thì là cũng ảnh hưởng tới cái hình ảnh của mình luôn. Họ thấy cái người kia vậy cái họ đánh đồng, cũng vậy thôi à, cũng vậy thôi à, cũng là đi lên bằng cái này nọ chiêu trò rồi không biết là đi cửa sau hay là làm sao này nọ kia, thì em cảm thấy rất là bức xúc. Khán giả mà fan thân thuộc của sân khấu em giống như anh á thì chắc chắn anh sẽ biết được những gương mặt đó. Còn khán giả mà chưa có cơ hội đến sân khấu với Thế Giới Trẻ á, thì Diệu Nhi xin được đọc địa chỉ là 125 Cống Quỳnh, quận Nhất, để khán giả đến và xem, và khán giả sẽ thấy được là có những người diễn viên rất là ít cho một vở kịch đó nhưng mà họ rất là máu lửa, có cả khi mà bị thương, bị sơ sẩy, nói chung là rất là tâm huyết máu lửa khi bước ra sân khấu. Thì tại vì sân khấu kịch đó bữa giờ là đang bị không còn như là ngày xưa nữa, tại vì quá nhiều game show. Chính vì em cũng là diễn viên từ sân khấu kịch và em cũng chấp nhận lên game show. Dạ, nhưng mà những cái em tham gia không phải là có những cái game show là diễn như một vở kịch dài luôn anh. Đúng. Em hạn chế tham gia, em chỉ tham gia những cái game show như là tới đi hát nè, tới nhảy múa này kia, rồi tới làm cho những cái chương trình thiếu nhi. Còn những cái game show mà tới diễn kịch hầu như là em không tham gia. Anh nghĩ nên là vậy, tức là ví dụ dạ, nếu mà mình xuất phát điểm của mình là một diễn viên kịch và mình muốn khán giả tới xem để xem những gì tốt đẹp nhất của mình ở sân khấu kịch, thì mình nên hạn chế thể hiện những cái điều đó ở cái chỗ và đông người. Tại vì đông người là coi miễn phí, còn coi kịch phải mua vé để còn nuôi sống diễn viên, đúng không? Đâu phải ai cũng có những cái suy nghĩ như em. Có một số là những cái game show diễn nhưng mà là do mấy anh chị đi thi rồi này kia mời em này kia, em rất là sẵn sàng giúp các anh chị luôn. Tại vì đi thi như vậy là xong rồi, những cái tiểu phẩm này kia ở sân khấu đó, chưa có làm được, chưa có làm. Và đặc biệt khi mà em diễn như vậy thì em sẽ diễn khác hoàn toàn ở sân khấu, bởi vì khi mà em coi một số game show của các bạn diễn viên trẻ khi mà đi diễn như vậy là lấy hết toàn bộ những chất xám, những gì có ở sân khấu là đem đi thi game show hết. Cái điều đó là em rất là giận, thì em chưa có cái dịp để mà em nói là cái điều đó. Ý em nói là em kiểm soát được cái việc mà em sẽ hạn chế đem những cái chiêu trò lên sân khấu, tại vì đó cũng là em, nếu mà em thể hiện không được tốt thì người ta đánh giá em thôi. Dạ không, tại vì ở mỗi cái kịch bản cái nhân vật mình thể hiện sẽ khác nhau và tùy vào cái hoàn cảnh đó là mình sẽ phát ngôn như thế nào phù hợp với cái nhân vật đó, cái đó là mình kiểm soát được. Và mình biết, ví dụ như em diễn một cái nhân vật học sinh ở sân khấu đi, rồi sau này có anh chị nào mời em đi thi chung diễn nhân vật học sinh luôn, thì tất cả những cái câu em nói sẽ phải hoàn toàn khác, mình phải tự ý thức được. Tại vì mình không thể nào đem những cái mà mình đã diễn sân khấu lên game show, cả những cái em đã suy nghĩ ra nha chú. Em đã gặp vào trường hợp là cái đó mình đã diễn sân khấu rồi mà những cái bạn diễn viên trẻ đó, tại vì diễn viên trẻ thì họ thấy cái gì vui thì họ lấy, mà nhiều khi họ quên đi cái điều là khi mà người ta coi TV á, cái người ta tới sân khấu á, người ta coi, người ta nói ê cái này con TV nè, sân khấu bắt trước. Thì khi mà như vậy thì tự nhiên diễn viên trong sân khấu họ bị nói không, cái này sân khấu mình diễn trước mà, chứ không phải vậy đâu. Thì và mất cái ga cười, mất đi cái sự sáng tạo nữa. Thì cái điều đó thì em đã gặp một vài trường hợp và các anh chị là nhắc nhở thẳng, thì vì các anh chị muốn tốt là các anh chị nhắc nhở thẳng luôn, và các bạn cũng nhận sai của mình và xin được là rút kinh nghiệm. Em muốn khán giả biết được là nên tới sân khấu coi, tại vì một số khán giả họ có coi nhiều quá là anh họ nói thôi nằm nhờ TV đi mua vé hàng chi tốn 100 mấy triệu ngàn. Làm lớn đã đi chơi đi ăn chơi rồi còn bị đặt diễn nét sang chảnh hả? Em nói là đi ra anh tới bến đi. Yeah. Hello. Tới đi anh, tới đi anh. Em hết chịu nổi rồi, đi chơi đi. Huh?